đang theo dõi cái ông mà ông ngoại 77 hả? Ông ngoại 77 với này con bé chim sâu. Bé chim sâu á nói là chị cũng điện cho cái gì chú Tân á hả? À, nói thôi bây giờ chú biết người ta như vậy á thì chú liên lạc với người ta, chú kêu người ta dắt lên chỗ bác sĩ trị cho con tôi á, coi bác sĩ làm sao. Với nữa nè, thứ nhất thứ hai nữa nè, bây giờ nếu mà chim sâu nó có nằm viện á thì nó có chồng cái thằng Long thằng Néo gì đó ở với nó thì nuôi nó chứ có sao đâu mà sợ cắt đứt cái gì. Nghe cái cô Út Hà Út Héo gì nói biện hộ những cái từ nó không có đúng nha quý vị. Em thì em thấy sao thì em nói vậy thôi, tại vì cái vụ chim sao vậy em không hiểu mà có nhiều view lắm hay sao người ta quay hoài vậy. Em thấy lâu lắm rồi đó, rồi cắt nhà luôn nữa, rồi mẹ chồng đòi nhà tùm lum tà le vậy. Ô cái bà mẹ chồng đó, bà đó bà lợi dụng con chim sâu nhìn vô là thấy rồi chứ cần đất gì, chứ tại sao không chấp nhận. Chứ nếu mà bà chấp nhận chim sâu á thì bà đâu có phản kháng kiểu đó, nãy giờ không đám cưới. Thì bây giờ nếu bà không chấp nhận thì người khác giúp đỡ cho chim sâu, con bà nó thương chim sâu thật tình á thì nó đi theo chim sâu thôi chứ bất hiếu cái gì. Bà chửi nó bất hiếu, đúng là cái thằng này nó cũng bất hiếu thiệt. Mà không biết anh biết đâu được, cũng chưa hiểu được, cũng chưa biết được cái câu chuyện sự việc trong ruột của người ta quý vị. Người ta nghĩ gì và người ta muốn gì. Anh thử ra hả, thấy cũng tội cho chim sâu. Bây giờ hả, mẹ không có. Thì bây giờ dắt vô trong bệnh viện. Dắt vô trong bệnh viện thì thằng chồng nó đi nuôi. Chứ đâu có phải không cho người ở trong bệnh viện cho người nuôi, mà đâu có phải là không cho người nuôi đâu. Mà như nhưng mà chim sâu đến cái đâu có đến cái mức mà không biết gì. Vẫn biết đi bán, vẫn biết ném tiền mà. Là cái vụ con chim sâu nó sao, bị khờ hay sao? Em không có coi. Thì có nghĩa là cũng bị bệnh, kêu là bị bệnh tâm thần gì đó. Thì cũng có một phần nào thôi. Nhưng mà có nghĩa là mình chị cũng mới coi cái clip đậu này đây thôi. Nhưng mà chị thấy như vậy là không có được. Tại vì một người bệnh như vậy á, mà đi lên cộng đồng mà để quay lấy một cái người bệnh, một cái nhân vật mà người ta bệnh, người ta không có người thân, người ta không biết gì, mà để làm tiền Mạnh Thường Quân như vậy thì xây làm hết nhà này đến nhà kia rồi hả, là làm nhà cho con chim sao hả? Nó có đất là để làm nhà luôn hả? Có đất đâu, bây giờ nút trước là nhà gì ở đất đai gì của gia đình thằng Long đó rồi. Dạ. Giờ làm xong rồi, làm xong rồi mẹ chồng đòi nhà không cho ở. Thôi nhưng mà rồi. Không có chim sâu thì làm sao mà bà đó bà có được cái nhà như đúng vậy rồi. Thực tế thôi, cái gì nó thực tế, nó sự thật nè, nó sự thật à bà ơi. Cô ơi anh thử ra hả, bây giờ không cho ở thì có người đâu anh chị nuôi hay là cha mẹ nuôi gì ở Vĩnh Long á, Vĩnh Long hay ở đâu đó là cho đất làm nhà, cất nhà nên cho ở. Nhưng mà cho là cho chim sâu chứ không cho thằng kia. Dạ. Vì thằng kia nó đâu có bị bại não đâu mà. Ấy là thằng bồ đó là người bình thường. Đúng rồi. Vậy mà sao lại thích mà tha tình yêu duyên số mà biết đâu. Nhiều khi cái số của người ta mình không có nói được, nhưng mà nếu mà mình thương nhau thật sự như vậy á thì bây giờ đi vô trong bệnh viện hoặc là đi lên cái chỗ bác sĩ ở Sư Vạn Hạnh đó, chị cũng nhắn tin rồi đó. Chị cũng cho số trên cái mạng rồi đó. Dắt nên nó chữa bệnh biết đâu được, phước thầy may chủ bây giờ Mạnh Thường Quân lo cho tiền uống thuốc chữa bệnh đó, thì dắt con người ta đi chữa đi. Nếu thương người ta thật sự. Chứ tại sao này cứ để ở nhà rồi ở đây đừng có tại bị thì là. Ở đây nào không có tại bị thì là được, mà mình phải làm bằng cái thực tế chứ còn cứ tại dày tại kia đâu có đổ thừa được. Đúng không quý vị? Em thì em nói thì nó thật thà quá, đâm ra nó thiệt thòi đủ thứ, nhưng mà thôi thà mình sống như vậy đi cho nó nhẹ đầu. Tối mình về mình ăn mình ngủ cho nó nhẹ nhàng chứ sống mà cứ mưu mô thủ đoạn á tính toán á mệt quá. Ủa sao chị cạo chị cho kỹ vậy? Chị cắt bỏ chứ đâu đâu vỏ đâu. Mình rửa sạch như vậy nè, mình bỏ vô mình sắc thôi mà. Mình nấu uống thôi mà. Đó là mình cũng gọt cái vỏ bỏ chứ. Không, rửa như vậy, đem em rửa sạch như vậy đúng không? Xong rồi em đem làm phơi nắng. Em phơi 20 phút gì đó. Xong rồi bắt đầu cái nó heo heo, nó khô nước rồi á.
Nè em đem vô. Bỏ tủ lạnh cho đỡ không hư hả? Đúng rồi, em quấn báo, quấn giấy em bỏ tủ lạnh cho nó không có hư. Vậy là ướt là nó dễ bị nổng. Đúng rồi, ướt nó bị lủng đó. Mưa riết không mà làm được. Chị nóng mấy cái đài trước nè. Đúng rồi. Mấy cái mà nó bị lủng rồi, nó bị. Sao dạo này miền Tây có nhiều vụ lạ lạ quá ha. Ừ. Em cũng có không có coi nên không có biết. Em thấy nhiều người nói chim sâu chim sẻ gì tùm lum tà la. Chim sâu, cái vụ chim sâu đó không thấy tội nghiệp, nhưng mà người ta vẫn biết đi bán vé số. Tội nghiệp hơn trộm sống không? Biết nấu ăn. Cũng biết đỡ làm hơn. Đỡ hơn trộm sống hả? Đỡ hơn vợ chồng sống. Người ta vẫn còn biết chăm chồng, biết nấu ăn, biết, hiểu không? Thì chị nghĩ rằng nếu mà đi đúng thầy đúng thuốc thì hết chứ không có đến nổi. Không phải là không hết đâu, nhưng mà không hiểu lý do sao mà bữa chị vô chị coi thì chị cũng cho cái số điện thoại của bác sĩ Bình ở bệnh viện Sư Vận Hạnh á, là cái người mà chữa cho con chị á. Dạ. Rồi nhưng mà chị không biết là người ta có ý định để người ta đi chữa không thì không có biết. Chứ còn nên thì kể bệnh cho bác sĩ Bình nghe rồi. Còn không mà nếu mà cho vô bệnh viện á thì thằng chồng đi nuôi được mà, đâu có phải thằng chồng không được nuôi đâu. Mà kêu là cắt đứt, làm sao cắt đứt, người ta đã thương như Sam kiểu đó thì làm sao cắt đứt. Nếu biết như vậy thì chữa cho chim sâu nó khỏe khỏe mạnh đi chứ sao lại để này. Cứ để như vậy rồi đưa vô cái ống kính là kêu gào. Nhưng mà nó bệnh gì? Khờ vậy thôi hả? Kêu nè, thần kinh không có ổn, bất ổn gì đó. Nhưng mà nói chuyện cũng, đôi lúc cũng nói chuyện khôn lắm em. Tiền bạc đồ này kia. Thì mấy người nói tiền bạc khôn lắm, như ông con trời đó, khôn lắm. Cái cậu mà tới nhà chị đây hả? Cậu nào ta? Cái cậu mà nói chuyện con ông trời đó. Thì con ông trời đó. À, tìm tới đây hả? Tìm tới chị luôn hả? Ừ. Rồi vậy? Lâu rồi. Cái lúc đó là chỗ chị... nào ông còn biết luôn nha. Cái lúc chị chưa có đi Hà Nội. Ghê lắm. Lên đây gặp chủ đất, cái chủ đất kêu là hả vậy hả? Thôi giờ hả làm mà cỏ gò mã đi, cho phụ làm cỏ gò mã đi cho nó sạch sẽ. Làm cho lấy 20.000 rồi thôi. Sao mệt quá thôi để đi đã, đi ăn cơm. Ghê lắm. Ông khôn lắm á. À, ông uống giường chín rau nó giỡn nó trả tiền này, em nói là về lấy tiền của ông Hai Phước á. Ông nói vậy luôn á. Ghê vậy nè. Phải cười ông lắm. Trời ơi. Người đó với tiền bạc khôn lắm. Ừ. Mà ông cũng hiền. À, đúng rồi. Nhưng mà mà sao coi ở đâu cũng đi lên đi tới nơi được mà hay. Cũng nhanh lắm á, coi ở đâu cũng biết hết luôn á. Coi trên mạng đó thấy không? Nhiều người á mình điện thoại á mình chỉ còn không biết đường chứ ổng là ổng còn chú đó là chú đi tới đây một cái vèo một cái luôn không điện thoại. Ông nói là buổi tối á ông coi điện thoại của người ta đó. Coi YouTube rồi ông biết. Ở đường đi vậy đó. Ở ngoài đường á xong rồi vô quán ngồi á. Cái rồi người ta mở YouTube nên coi rồi nhỉ. Con dậy thôi mà nhớ đường mà lên bữa tới. Ông cũng qua tới bà 83 tuổi ở Mai Chí Thọ quận 2 luôn á chứ. Mai Chí Thọ quận 2 bà 83 đó bà bán ở chỗ nào mà chị không biết. Phải ngay từ Mai Chí Thọ với này. Cái đường lên cao tốc đó. À, rồi ok, biết rồi. Bà mà bà 83 tuổi mà mới đầu người lạ lạ mà vô hỏi bà như gì bà chửi á. Nhớ hả? Chọc chọc là bà chửi á. Bữa nào ra chọc bà ghẹo bà ăn bữa coi. Bữa nào con răng ghẹo bà ăn bữa nha. Bà chửi không? Chửi. Trời bà chửi dữ lắm á. Người lạ mà chọc bà là bà chửi. Bà ông, dữ lắm nha. Người 83 dữ không có hiền đâu. Nói chuyện vui quá à. Mình ước gì 83 tuổi mình còn minh mẫn như vậy hả? À, không mang mắt kiến không gì hết á. Không bệnh tật không mắt kiến luôn. À, hay thiệt đó chứ. Đây nè, mình mới có 54 tuổi mà về đi quý vị. Không có ma, không có cái mắt kiến là coi như là không thấy đường luôn á. Khổ vậy đó. Người yêu gọi kìa. Gọi cho kệ đi. Vương hả? Anh Trần. Anh đi Trần là ai? Anh Trần thôi, có chị bên Mỹ nha. Chắc lại thuốc nữa thôi. Chắc này. Đeo gì vàng bạc tùm lum tà la vậy? Hả? Làm gì mà cái chân bị lỡ lét vậy, té hả? Mà té
té. Trời ơi, bẻ ngồi công kỹ chè từng cái vậy đó. Đúng rồi. Thì mình chè sạch hoài thôi, còn khi nào uống mình bỏ cái vỏ cũng được thôi. Làm chi mất thời gian vậy, như đâu em có được đâu. Vậy đó. Đâu có được đâu. Không được hả? Ừ. Chờ hết cái đen đen này đi xong rồi để vậy là bỏ vô sắt uống nó mới có hiệu nghiệm, nó mới có. Đi đâu mà thần dược ghê quý vị, bạc hà núi đó mà chữa bệnh HP bao tử giai đoạn cuối của chị Duyên. Chữa bá bệnh luôn. Bá bệnh luôn hả? Chứ không phải là nội bệnh HP đâu. Chữa ung thư, chữa gì tùm lum hết đó quý vị. Đây nhà em chưa có uống. Có những khán giả điện uống, khán giả đã điện, đã uống, đã sử dụng rồi thì nói em nghe em truyền lại thôi. Chứ còn với em mà tại sao mà gửi lên mấy ngày nay mà em chưa uống tới là vì em đang uống cái thuốc nam. Rồi sau đó em muốn em đi khám coi thử là nó còn cái gì. Nhưng mà thôi bây giờ cái củ bạc hà núi này mà không uống là nó hư mất uổng. Thành thử thôi em ngưng cái thuốc nam. Em qua cái này em uống đã. Ngưng thuốc bắc chứ thuốc đài thuốc nam mà. À, thuốc bắc. Thôi ngày mai. Hôm cái kia cũng là cái ná cây không à. Ủa ná cây rừng hả? Ừ. Uống tùm lum tà la hết. Ngày mai. Tính ngày mai á đi vô tái khám coi nó còn hiện tượng gì. Có gì vui. Nhưng mà bệnh á thì trời, chết cũng có phần có số hết rồi thấy không? Đi trả tiền cho người ta mà người ta còn đâm chết nữa. Thôi chết hết nước rồi. Đúng không? Cái nó là đi trả tiền hay là đi lấy tiền nợ? Em còn không rõ nữa. Chứ sao mà đó. Cuộc sống rất là vô thường, nó sống rồi yêu thương hết rồi giờ ghét nhau làm gì? Không phải biết đâu hôm nay mình sống ngày mai mình cũng chết rồi. Nhưng mà đồng tiền mình lấy đi về rồi mình có xài được không? Có sử dụng được không? Hay là còn ảnh hưởng đến người khác nữa thấy chưa quý vị? Thôi cho đi trong sự yêu thương như vậy là vui rồi. Em cảm ơn bà con cô bác mạnh thường quân rất là nhiều. Em phải nói là em được may mắn và em được hả phước ơn chữa lành này, rồi được hả mọi người yêu thương vật chất tinh thần đủ thứ hết. Mặc dù là nó không, đôi lúc thì cũng làm cho mạnh thường quân hơi buồn, nhưng mà thôi cái gì sự thật thì nó muôn đời là sự thật. Quý vị theo dõi, quý vị thương em, quý vị theo dõi thì quý vị hiểu em rồi. Chứ giờ em như vậy mà biểu em nói láo em nói không được. Giờ em đang giả câm, giả điếc, giả khùng. Gì vậy ta? Cái ai gõ cái gì? Ủa rồi vụ Canada visa của chị sao rồi? Bây giờ để chờ cái ông đó, mấy nữa thì chị cũng đang đau đó. Rồi chị đâu có đi được đâu. Để chữa hết có ái là cũng phải chữa hết bệnh mới đi chứ. Qua bệnh tiện đâu mình đi khám. Bây giờ đang để chờ chữa bệnh cho nó ấy, cho nó khỏe mạnh đi xong rồi nhờ người ta xin. Chứ giờ biết làm sao giờ. Điện nhiều khi chú đang bận con cái mới, vợ con mới sanh xong rồi thôi. Cầu xin hả, cầu chúc cho vợ con anh được mẹ tròn con vuông, cháu trộm vía, mau ăn chóng lớn. Em chẳng biết nói gì hơn, không có gì hơn. Lời cầu chúc cho mọi người được bình an nha. Chứ giờ bản thân em cũng đau đó. Thở như con trâu vậy. Lúc trước sao không biết mệt. À, quý vị ơi, em có bán thuốc bổ xương gốc glucosamine loại 280 viên với giá là 850.000 free ship toàn quốc.